đang bước đi với những bước chân tập tễnh. Chuông đã như nước tắt đi. Mày đi theo đi. Hiện tại tương lai mong muốn ngay ngắn. Biết ai đây không người anh em. Hả? Idol. Biết qua bao năm cố gắng rồi xuống đi. Lên người đến người đi ta ở lại. Đi chơi đường ta chơi đắng lắm lúc ta muốn quên đi. Trở ngại để cho con tim này thở lại. Vốn chỉ không gì là mãi mãi. Thấy làm tiếng phong đi trước đó hoa đam mê đã mặt. Và đã mãi. Chỉ có việc phải tỏa sáng để con quay mất trong tâm tôi ghi hình. Tự mình nắm bắt lấy cơ hội bước ra sàn đấu với từng từ chiến binh. Chưa cho kết quả có ra sao hãy giữ cho mình cái đầu tin niềm tin. Nếu đã thậm chí bị ước với riêng mình thì đừng bao giờ buông bỏ được kiên định. Cho tất cả mọi người cùng đường thấy thật sự bạn là ai. Mỗi chơi có thể phân giữ cho bạn. Chúng ta đều là sai. Cuộc chơi này các bạn là công bằng và phút 90 có gì là chắc chắn. Nên hãy dẫn lối cho mọi tiếng hò reo hướng về bạn bằng một trái tim đắc thắng. Không cầm bắt gật đầu như cầm bắt từng câu. Và hay là chắc cầm nhắc. Mỗi chơi mai gắt lên sâu. Cứ bay vào đây đều thấy cầm bắt. Cứ mơ lên tay vào đây làm nhắc. Cứ bay đâu đây ô xu hay rắc. Chúng ta chưa dịu khăn gần cả. Chứ như đất đầu còn phải sợ tài. Đắp tức chết cho chồng người ta cho dài. Có nhầm điều thật đúng như vậy làm sai. Tao giờ có mặt để giới thiệu mình là ai. Ở bên đầu đây không biết. Ai đây mau lên tiếng. I don't want your game big. Nhịp beat luôn vang trong đầu đam mê từ lâu đã cháy trong máu. Chữ và nhịp flow ta biến cảm xúc mình thành kho báu. Đối với người khác âm nhạc chỉ để nghe. Đối với ta âm nhạc là lý tưởng. Những thứ lấp lánh để không chỉ để quê mà để chứng minh ai cũng có thể lấy được. Xuất phát kiếm tốn từ con số không. Không có là bài học rõ lòng. Mơ là phải lớn cho phải bỏ công. Nguyên tắc là không đi theo số đông. Thôi mai đến những phút thăng hoa ta không còn đêm dài và viết rồi lại gió. Cho đến khi hạt giống đã thơm hoa tất cả những gì ta gặp lại chính là thành quả. Rap chưa sẽ đuôi lớn để bao nhiêu tâm hồn cô đơn cả trăm ngón. Tay sẽ cao cả năm ngón những tiếng với săn đón với kính vòng tròn. Những nỗi niềm được ví von, những cảm xúc đang ứ dồn. Chúng ta đây để bùng cháy để lòng dấy và hết thảy những phiền muộn. Vậy nên đừng ngập ngừng, đừng chặn dừng cơ hội của ta. Vẫn từng ngàn chung, cùng nhau đứng dưới một mái nhà. Một giấc mơ chung, nhưng đừng nhổ quang gia vị lạ. Đừng từng bước bằng những vất vả và cái những đồ có thể bằng lời của những cuộc đời thăng hoa. Yeah. Đi chơi hay quay chi cho nó thật nhiều màu. Phù như mưa tay chân đông đưa quên đi hết cả sầu. Chào mừng đã đến với chương bày số hiệu RE001 điểm đến là tỉnh thành công lần đầu tiên tất cả các khán giả mang theo đã được chuẩn bị một cách chính chắn vui lòng lắng nghe bài ca con tim một lần nữa chào mừng và hẹn trên chương trình của anh ngay từ giây phút đầu tiên là một cảm giác rất chi thôi thúc tâm trí suy nghĩ dữ dội phát giác tại tâm tư cấp hiện tại tương lai mong muốn nghe ngắn biết ai đây không người anh em hả. Biết qua bao năm cố gắng rơi xuống bay lên người đến người đi ta ở lại. Cuộc chơi đường ta chơi đáng lắm lúc ta muốn quên đi. Trở ngại để cho con tim này thở lại. Cũng chỉ không gì là mãi mãi. Hãy làm tiếng phong đi trước đó hoa đam mê đã mặt mà đã mãi. Đã đến lúc gặp việc phải tỏa sáng để con quay mất trong tâm tư ghi hình. Tự mình nắm bắt lấy cơ hội bước ra sàn đấu với từng từ chiến binh. Chưa cho kết quả có ra sao hãy giữ cho mình cái đầu tin niềm tin. Nếu đã thậm chí bị ước với riêng mình thì đừng bao giờ buông bỏ được kiên định. Cho tất cả mọi người cùng đường thấy thật sự bạn là ai. Mỗi chơi tôi phân giữ cho bạn. Chúng ta đều là sai. Cuộc chơi này các bạn là công bằng và phút 90 không gì là chắc chắn. Hãy dẫn lối cho mọi tiếng hò reo hướng về bạn bằng một trái tim đắc thắng. Không cầm bắt gật đầu như cầm bắt từng câu. Và hay là chắc cầm nhắc. Cuộc chơi mai gắt let's go. Cứ bay vào đây đều thấy cầm bắt. Đây làm nhá, nhấp bay đâu đầy old school hay rap. Chúng ta chưa dịu căng được cả, mới suy nghĩ đất đầu còn phải còn tài. Đã tung chết cho chồng rap cho dài. Có nhầm thì thật rồi nói gì mà làm sai. Tới giờ có mặt để giới thiệu mình là ai. Ở bên đầu đây không biết. Ai đây mau lên tiếng. I don't want your game big. Rap bên đầu ra on beat. Nhịp beat luôn vang trong đầu đam mê từ lâu đã cháy trong máu. Chữ và nhịp flow ta biến cảm xúc mình thành kho báu. Đối với người khác âm nhạc chỉ để nghe.
đối với ta âm nhạc là lý tưởng, những thứ lấp lánh để không chỉ để khoe mà để chứng minh ai cũng có thể lấy được. Xuất phát kiếm tốn từ con số không, không có cuộc là bài học vỡ lòng, mà là phải lớn cho khơi bỏ công. Nguyên tắc là không đi theo số đông, rồi mai đến những phút thăng hoa ta không có đêm dài gồm viết tôi lại. Chỉ để nghe đối với ta âm nhạc là lý tưởng, những thứ lấp lánh để không chỉ để khoe mà để chứng minh ai cũng có thể lấy được. Xuất phát kiếm tốn từ con số không, không có cũng là bài học vỡ lòng, mà là phải lớn cho khơi bỏ công. Nguyên tắc là không đi theo số đông, thôi mai đến những phút thăng hoa ta không còn đêm dài gồm viết tôi lại. Cho đến khi hạt giống đã thơm hoa, tất cả những gì ta gặp là chính là thành quả. Revenue sẽ đuổi lớn được bao nhiêu tâm hồn của đơn cả trăm ngón, tay sẽ cao cả năm ngón, những tiếng với săn đón với kín mình vòng tròn. Những nỗi niềm đã bị vòn, những cảm xúc đang ứ dồn. Chúng ta đây để bùng cháy, để lòng giấy vẫy thành những phiền muộn. Vậy nên đừng ngập ngừng, đừng tạm dừng cơ hội của ta. Vẫn từng ăn chung, cùng nhau đứng dưới một mái nhà, một giấc mơ chung, nhưng được nhiều quang ra bị lạ. Đừng tầm bước bằng những vất vả, bằng cả những đổ có thể bằng lời của những cuộc đời thăng hoa. Yeah. Chào mừng các đến với chương bày số hiệu RD001, điểm đến là tỉnh thành công. Lần đầu tiên tất cả các khán giả mang theo đã được chuẩn bị kính chân trọng, vui lòng lắng nghe bài ca con tim một lần nữa chào mừng bạn trên chương trình. Ngay từ giây phút đầu tiên là một cảm giác rất chi thôi thúc tâm trí suy nghĩ dữ dội, phát giác tại tâm tích cấp hiện tại tương lai mong muốn nghe ngắn. Biết ai đây không người anh em idol, biết qua bao năm cố gắng rơi xuống bay lên, người đến người đi ta ở lại. Cuộc chơi đưa ra chơi đáng lắm lúc ta muốn quên đi trở ngại để cho con tim này thở lại.
như là mãi mãi. Hãy làm tiếng phong đi trước đó, hoa đam mê đã mặc và đã bay. Lúc các vị phải tỏa sáng để con quay vào trung tâm thiên hình hình. Tự mình nắm bắt lấy cơ hội bước ra sàn đấu với từng thế chiến binh. Chưa cho kết quả có ra sao hãy giữ cho mình cái đầu tư niềm tin. Nếu đã thậm chí vì ước với riêng mình thì đừng bao giờ buông bỏ được kiên định. Cho tất cả mọi người cùng đường